Cố nghệ sĩ nhân dân Hoàng Dũng là một trong những nam diễn viên gạo cội được đông đảo thế hệ khán giả và đồng nghiệp yêu mến. Ngoài những dấu ấn tạo nên tại màn ảnh Việt, nghệ sĩ nhân dân Hoàng Dũng còn được biết đến như một người thầy đáng quý, đã đào tạo nên nhiều lớp diễn viên tài năng như Việt Anh, Thanh Hương, Thu Quỳnh, Trọng Lân. Thế nhưng, nếu nói đến người được truyền ngọn lửa nghề nhiều nhất từ nam nghệ sĩ, thì chắc hẳn đó là Hoàng Dương, cậu con trai ruột của nghệ sĩ nhân dân Hoàng Dũng. Được biết, nghệ sĩ nhân dân Hoàng Dũng có hai cậu con trai. Cậu út Hoàng Dương sinh năm 1999, từ bé đã được bố truyền cảm hứng và dành tình yêu đặc biệt cho diễn xuất. Theo đuổi đam mê, Hoàng Dương thi vào trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội và vừa tốt nghiệp vào tháng 10 vừa qua. Mới đây, Hoàng Dương đã gây sốt cõi mạng khi đăng tải bức ảnh cosplay bố mình. Có thể thấy, anh chàng sở hữu diện mạo cực giống với nghệ sĩ nhân dân Hoàng Dũng lúc còn trẻ. Từ những đường nét gương mặt đến thần thái đều như sao y bản chính. Màn hóa thân này khiến nghệ sĩ nhân dân Trung Anh, người đồng nghiệp thân thiết của cố nghệ sĩ nhân dân Hoàng Dũng phải trầm trồ thốt lên: "Ôi, quá giống luôn Dương ơi." Còn riêng nhiều khán giả thì không khỏi nghẹn ngào nhớ về cố nghệ sĩ. Sắp tới, Hoàng Dương sẽ vào vai một chàng thiếu úy mới, vừa được điều đến xã Tân Xuân làm việc, bộ phim hát hit trên sóng giờ vàng VTV, Phố Trong Làng. Thời gian qua, các diễn viên Phố Trong Làng đã bắt đầu chia sẻ rất nhiều hình ảnh hậu trường chụp cùng Hoàng Dương trên trang cá nhân. Mọi người đều thể hiện sự ủng hộ, trông đợi vào lần chạm ngõ điện ảnh này của con trai nghệ sĩ nhân dân Hoàng Dũng. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn cùng thông tin 24 giờ. Đừng quên nhấn like, subscribe ủng hộ. Cảm ơn.